giới loài người, từng ngày đây chuyện buồn vui nơi thế giới loài người. Nước mắt ra có khi là vui mừng, và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền quanh tôi. Cho tôi thấy được một lần cùng loài người làm bạn hiền yên vui. Nơi thế giới loài người được sống với bao điều lạ. Nơi thế giới loài người từng ngày đây chuyện buồn vui. Nơi thế giới loài người nước mắt ra có khi là vui mừng, và đôi khi buồn lắm, nụ cười luôn có sẵn trên môi. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Tôi vẫn cứ tự hỏi với tôi, làm sao biết hết được loài người. Dạ. Gì vậy? Mà hôm nay tôi mới mời tất cả mọi người qua đây. Tôi là nhà thám hiểm. Tôi có nhiều câu chuyện vui lắm. Muốn kể cho tất cả mọi người nghe. Tôi có mặt tất cả mọi người đây, tôi cảm ơn rất là nhiều. Chú ráng đi, bây giờ ở trong nhà mình đang có 10 người, chú tưởng tượng là chỉ có một người thôi, rồi mai mốt vô lớp của Suri 80 người, chú tưởng tượng chỉ có 3 người là chú nói được liền ha. Nói đúng đi chú. Nói cố gắng lên mọi người, cố vũ, cố lên. Tôi là một nhà thám hiểm. Dạ. Tôi đi đây đi đó rất là nhiều nơi. Tôi đến những nơi mà có thể quý vị không thể nào tưởng tượng được. Hay quá. Tiếp. Tôi sẽ kể. Phải đi dài, đi dép thì mới có thể đi một cách nhẹ nhàng, thoải mái. Có thể đi một cách có thể mà đi mạnh dạn. Không thể nào được. Ông chủ ơi. Chuyện gì con? Ngày mai con sẽ đưa mấy bạn con tới đây để ông chú tập nha. Nếu mà ông chú tập trước với mấy bạn của con thì sẽ tốt thôi mà. Vậy con chúc ông chú ngủ ngon nha. Thôi con ngủ ngon nha. Dạ. Sao em không ngủ mà đi qua đi lại lợp cợp vậy? Sao lại có chuyện kỳ cục vậy ta? Anh. Sao mà kỳ quá à? Nếu như mà đứng trước 5 người á thì không có chuyện gì hết, mà nếu mà 10 người á tức là bị chứng tật cả lâm. Rồi cái chuyện này á, mình đâu có giúp chú bằng cách là dùng phép thuật được đâu. Rồi bây giờ sao? Anh. Làm sao? Rồi, Kem hãy đưa hình bạn mình lên cho cô coi nào.
Luna à, em lên đây. Lên đây. Luna, nhìn đi. Vậy là Luna được tất cả các bạn trong lớp mình yêu thích rồi. Chú, con có một kế này hay lắm. Kế gì? Bây giờ nha, chú thử nhắm mắt lại. Xong trước buổi diễn thuyết, chú hình dung như là chú không nhìn thấy ai hết. Nhắm mắt lại hả? Dạ. Không nhìn thấy ai hết luôn. Luna, em về nhớ vẽ gương mặt tất cả các bạn đã vẽ mình nha. Ngày mai sẽ có một nhà thám hiểm đến lớp chúng ta. Các em sẽ được nghe những câu chuyện thú vị về những đất nước, những bộ tộc thần bí mà chúng ta chưa từng được biết đến. Wow. Trời ơi, Thu Hà cởi mới kiến ra, trông lão vậy ta. Lại còn đẹp gái nữa chứ. Suri, ông bạn là nhà thám hiểm hả? Vậy mà mình đâu có biết. Ủa, mà nếu như vậy á, thì ngày mai ông của Suri sẽ đến lớp của tụi mình sao? Nhưng mà ông mình có một vấn đề. Vấn đề gì? Ông chú mà đứng trước nhiều người á thì sẽ không nói chuyện được một cách tự nhiên. Sao kỳ vậy? Mình nghe nói đó là chứng bệnh sợ đám đông đó. Có bệnh vậy nữa hả? Chúng ta cũng như vậy mà. Thường mà khi đứng trước nhiều người á thì tụi mình còn thấy hồi hộp mà còn lo lắng nữa đúng không? Vậy thì bây giờ tụi mình phải làm sao? Hay là bây giờ mấy bạn qua nhà mình để luyện tập cho ông chú mình luôn. Đi Luna, bạn có đi không? Thôi mình không đi đâu, đi với tụi mình đi. Luna, sao vậy? Đừng làm vậy mà, đi từ tôi nha. Thôi mình không đi đâu. Tới rồi. Ba mẹ, tôi con thi chú. Chào cô chú. Rồi, chào các con. Ba mẹ ơi, ông chú đâu rồi? Trong phòng. Mấy bạn, hay là bây giờ mấy bạn lên phòng mình trước nha. Các bạn con tới rồi hả? Dạ. Được mấy người? Dạ, 6 người. 6 người? Đâu đủ 10 người đâu mà tập. Ủa? Ngọc Yến. Con chào ông chú, con chào cô chú. Dạ con. Ngọc Yến nữa là 7 người. Dê. Thưa ông, con mới về. Thưa ba mẹ, có Ngọc Yến nữa nè. Có Dê nữa là 8. Châu Tuấn là 9. Chini nữa là 10. Dạ. Đúng rồi, Ngọc Yến, con chạy về kêu anh Châu Tuấn qua đây, lẹ lên. Dạ. Nhanh lên. Ông, vậy là đủ 10 người rồi đó ông chú. Ông chú, nhớ nhắm mắt lại nha. Dân, tôi là nhà thám hiểm May đây. Và bây giờ tôi sẽ kể cho tất cả quý vị nghe những câu chuyện về đất nước thần bí mà quý vị có tưởng tượng cũng không thể nào nghĩ ra được. Trước tiên, chúng ta sẽ đi đến bộ lạc chuyên ăn qua cầu vồng. Ông chú ơi, ông chú mở mắt ra mà nói đi. Phải mở mắt hả? Dạ. Chú nói đến đâu rồi? Dạ, đến hoa cầu vồng rồi. Hoa cầu vồng hả? Nếu như mà ăn được hoa cầu vồng thì sẽ rất ngon và sẽ rất no bụng.
Chắc là ngày mai chú sẽ không tới trường của Suri đâu. Chú cứ tới đi. Nhưng mà khi nói á, cái chú nhắm mắt lại, chú làm như là mình không nhìn thấy ai vậy đó. Hoặc là chú chỉ cần nhìn 10 đứa thôi. Đúng rồi chú. Ừ, vậy đi. Luna à, lần đầu tiên mình gặp bạn, mình nhớ bạn đã lạnh lùng như vậy nè. Nhưng bây giờ thì bạn không như vậy nữa. Thỉnh thoảng mình còn thấy bạn cười rất là đẹp. Nụ cười là một trong những tình cảm vĩ đại nhất của loài người đó. Bạn hãy cười thiệt tươi nha. Luna ơi, thấy cười lên đi. Các em, tất cả chúng ta đã là bạn của nhau rồi phải không? Dạ. Vậy tất cả các em hãy kể tên một người bạn của mình đi nào. Suri. Suri. Thôi. À nè, các em. Rồi cô hỏi một câu hỏi nữa. Vậy bạn nào đã gây cho tất cả lớp mình một ấn tượng sâu sắc nhất? Qua đây. Dạ thưa cô, trước đây em có gặp một người bạn. Em và người bạn ấy có nhiều suy nghĩ rất là khác nhau, vì vậy tụi em không có chơi thân. Rồi em nghĩ là nếu mà cứ tiếp tục như vậy thì tụi em sẽ dần dần xa nhau mãi mãi. Vui rồi phải không? Dạ. Ông đi đây. Ông ơi. Chuyện gì? Ông chỉ con phép thuật đó đi không? Để sau này đi ông sẽ chỉ. Ông.
Ông đã nói để sau này đi mà. Nhưng mà ngày mai ông ráng làm cho tốt nhau. Ừ, cảm ơn con. Khi mà ông nhắm mắt lại á, ông nghĩ là ông sẽ làm tốt. Ừ, nhưng mà con ơi, có khi nào mà ông nhắm mắt lại rồi đám nhỏ tưởng ông bị mù không? À, ông đeo cái này vô đi. Đeo cái này hả? Dạ. Đeo cái này ông sẽ làm tốt hả? Dạ. Cảm ơn con nha. Dạ. Ông đi hết. Mau. Ừ? Vậy thì ông chỉ con phép thuật đó đi ông. Ừ, ông đã nói để sau này ông chỉ mà. Nhưng mà ông sau này là khi nào? Ông sau này là khi nào chứ? Ba ơi, bây giờ ông chú phải làm sao hả ba? Nếu mà bị ông chú nhắm mắt lại nói á, thì các bạn của con sẽ hỏi là tại sao ông chú nhắm mắt. Nhiều khi các bạn tưởng là ông chú không có mắt, thấy không? Còn nếu mà bây giờ á, biểu mở mắt ra thì ông chú nói không được. Biết là vậy mà cũng hứa là cái gì không biết, không có nghĩ trước nghĩ sau gì cả. Mọi chuyện á đã được giải quyết xong rồi. Nè, mọi người coi nè. Đeo cái này vô á thì người ta đâu thấy mình nhắm mắt đúng không? Ông, sau này là bao giờ? Thì sau này đi. Sau này là bao giờ là chuyện gì? Ủa mà sao cái mặt của con không có mụn? Thiệt hả? Nhưng mà ông ơi, sau này là bao giờ hả ông? Thì sau này đi. Anh Ba Ram, dê dê cứ bắt em á là phải chỉ cho bằng được cái phép thuật đó đó. Là cái gì chứ? Nhưng mà bây giờ nếu như mà em chỉ cho dê dê phép thuật đó thì em nghĩ là dê dê cũng làm giỏi lắm. Bởi vì dê dê rất sáng tạo mà, đúng không? Dạ. Vậy là chú định dạy cho nó thiệt đó hả? Không phải. Nếu như mà tụi mình cứ chờ lâu như vậy thì sẽ trễ học mất. Suri, biết số điện thoại Luna không? Không, mình không biết. Còn thằng Lan? Mình cũng vậy nữa. Tại sao lại vậy ta? Hay là Luna đã giải được phép thuật? Cái gì? Không có gì đó. Chắc Luna tới trường rồi đó. Thôi tụi mình đi đi. Tụi mình đi đi. Sorry, có chuyện gì vậy? Thôi tụi mình đi tới trường đi. Ủa, sao bây giờ hôm nay chưa đi học nữa? Luna từ trước đến giờ chỉ đau vào ban đêm thôi mà. Hay là bị đau luôn cả ban ngày nữa. Nè, sao bạn lại nói như vậy chứ? Thì mình lo nên mới nói như vậy thôi. Nếu đúng như lời Thái Hồ nói, Luna đau mà không đi học được thì tội nghiệp thiệt á. Không có chuyện đó đâu. Chắc là Luna hết bệnh nên mới không đi học đó. Sao hết bệnh rồi mà lại không đi học nữa chứ? Đúng như vậy. Đáng lý ra Luna phải đi học thì mới vui hơn nữa chứ, đúng không? Mình nghĩ á là tụi mình không biết gì về Luna hết. Không biết nhà nè, rồi số điện thoại nữa. Học sinh đó. Cô chào các em, các em ngồi xuống. Ủa, Luna không đi học sao? Dạ. Chết mà chưa, chết mà chưa, chết mà chưa. Chết chào. Dạ chào bác. Mẹ con đang chuẩn bị. Vậy hả? Bác ngồi chơi chờ chút nghe. Cảm ơn. Chú May bữa nay đến trường học phải không bác? Ba bạn Lan đừng có lo, chú May đã chuẩn bị chu đáo cả rồi. Hay quá ta. Ủa, mà chuẩn bị sao bác?
đeo kính đen. Sám. Ô, bà. Ủa, sao ông qua sớm quá vậy? Nôn, ơ quên, rảnh. Dạ con chào bác. Ừ, chào con. Ừ, mẹ với bác đi, các con ở nhà chơi. Dạ, ở nhà chơi, đi. Mẹ với bác mẹ đi, vui vẻ. À. Mình. Hả? Thấy mẹ với bác ấy đẹp đôi quá ha. Ừ. Ủa, mà đeo mấy kiến đen rồi giải quyết làm sao ta? Bay đâu có đeo đâu. Có. Chú mày. Là làm sao? Alo. Dạ tôi là Trúc, ở trường trung học Ánh Sao ạ. Dạ cho tôi hỏi tại sao nay em Luna không đi học. Dạ em Lê Thị Luna học ở trường trung học Ánh Sao. Ủa, không có ai tên là Luna hết ạ. Dạ xin lỗi, dạ cảm ơn ạ. Ủa, sao lạ vậy ta? Đúng số này rồi mà. À, anh tới rồi hả? Đây là phòng dành cho giáo viên hả? Dạ đúng rồi, giờ mời anh lên lớp. Đi anh. Đang ở đâu vậy? Về đây nhanh lên đi. Ủa chị thoát được phép thuật rồi hả? Chết rồi. Không ngờ là giải thoát khỏi phép thuật đó nhanh như vậy à. Đi đâu vậy cha Ru? Hả? Sao mà nói năng nhẹ nhàng như vậy ta? Tôi hỏi là cha Ru đi đâu vậy? À, thì ở yên một chỗ là may nó bắt được á. Nó dùng phép thuật nữa đó. Nên vậy em phải đi chỗ này chỗ nọ để em trốn khỏi bị bắt. Chị ơi, cho em xin lỗi nha. Em xin lỗi chị mấy cái hành động của em vừa qua đó. Không có sao đâu, đừng có bận tâm tới nữa. Đúng là lạ thiệt á. Cái gì đây? Ủa, sao có mấy cái bức tranh này đây? Ý trời ơi. À, đừng có đụng vào đây.